chào cả nhà, lại là Hoàng Nam đây. Các bạn khán giả thân mến, như Hoàng Nam đã hứa ở tập trước là sẽ giới thiệu đến các bạn một cuốn sách gắn liền với tuổi trẻ dữ dội của Hoàng Nam. Mình thì làm nhiều chủ đề review sách rồi, từ sách hay, sách hot đến sách do các bạn khán giả order nữa. Nhưng mà đây sẽ là lần đầu tiên mình tham gia review với số review cuốn sách gối đầu của bản thân. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa thì đây. Rừng Na Uy. Đây chính là cuốn sách gối đầu giường của mình, gắn liền với tuổi trẻ và thanh xuân của mình. Mình đã đọc cuốn sách này khi mình đã học cấp 3, đầu năm lớp 11 thì phải. Con gái thì thường nghe những câu ngôn tình, thì đâm ra là đây cũng là lý do mà mình đã chọn cuốn này để đọc. Nhưng có hơi khác biệt một chút, đó là Hoàng Nam thích những cái lãng mạn, đượm buồn hơn, những cái buồn trần trụi hơn. Ở đây cũng chính là lý do mình chọn cuốn sách Rừng Na Uy để chiêm nghiệm thêm. Tác giả Murakami là một nhà văn tầm cỡ thế giới khi gửi đến người đọc một chân lý giản đơn thấm thía rằng sự chết không phải là đối nghịch của sự sống mà là một phần của sự sống. Ông không ngừng đổi vị trí ngồi, xoay chuyển tầm nhìn của chính mình để có góc chiếu đa diện hơn cho đứa con tinh thần này. Khép lại cuốn sách, những gì còn lại trong đầu mỗi chúng ta có lẽ sẽ là điều gì xảy ra khi con người mở lòng họ. Họ sẽ tốt hơn. Bởi vì mỗi một con người đều sẽ tìm thấy chân thân bất toàn của mình trỗi dậy từ đầm lầy nhầy nhụa những buồn đau rất đỗi đời thường nhưng cũng đầy mê hoặc, huyền ảo và siêu thực của tuổi thanh xuân. Đó là một ta rất mới, rất đẹp, rất dũng cảm và hy vọng vào một điều tốt đẹp hơn nữa sẽ đến với cuộc sống này. Cuốn sách Rừng Na Uy dài hơn 500 trang là những thước phim tâm lý, những khoảng nóng lạnh sáng tối trong nội tâm của nhân vật. Sách kể về tuổi thanh xuân của nhân vật Toru, chàng trai trẻ phải chứng kiến cái chết của người bạn thân nhất năm 17 tuổi, rồi đem lòng, đem người yêu của chính cậu bạn thân ấy, Naoko, xinh đẹp, dịu dàng, nhưng tâm lý cũng đầy biến động. Những diễn biến tâm lý phức tạp xảy ra khi Toru vướng vào mối tình với Midori, một cô gái trẻ trung, tự do, là biểu tượng của tuổi trẻ hoang dại và luôn sống hết mình. Bao trùm lên cuốn sách là nỗi buồn hiện đại nơi Nhật Bản vội vã, có những đổi thay và rối ren trong xã hội đương thời. Toru, nam chính trong câu chuyện, như là điển hình cho những thanh niên Nhật Bản thời đó, luôn cô đơn và sống cùng với cô đơn. Cuốn sách tuy không có giá trị nhiều về khoa học, tuy nhiên lại mang đến một câu chuyện rất thực tế của những bạn trẻ ở độ tuổi vị thành niên. Bồng bột này, nhạy cảm này, ngây thơ và cũng rất dễ sa ngã nữa. Theo như Hoàng Nam nghĩ thì đây là một tác phẩm đáng để đọc, không chỉ với các bạn trẻ mà các đối tượng phụ huynh cũng nên đọc để hiểu thêm về tâm tư, suy nghĩ và những sự cố mà con trẻ có thể gặp phải trong cuộc sống. Và quả thực là một tác phẩm nổi tiếng thế giới, rất đáng để đọc. Chia sẻ luôn với mọi người, cuốn sách này là phần quà mà mình được tặng kèm khi mà mình mua túi laptop Tulato. Theo như mình đánh giá thì đây là một nhà cung cấp túi laptop sách vô cùng uy tín và chất lượng, rất đáng để các bạn tham khảo. Ngoài ra, khi đọc sách xong, các bạn có thể tham gia trả lời 5 câu hỏi về nội dung sách, giúp các bạn nhận được 75.000 đồng nữa. Vừa được túi, vừa có sách, mà đọc xong lại còn có tiền. Đây quả là một combo hấp dẫn phải không nào? Với một vài thao tác rất đơn giản, bạn chỉ cần truy cập vào website tulato.com.vn để lựa những sản phẩm phù hợp với bản thân nhất nhé. Đọc sách là một thói quen tốt, không những nâng cao được kiến thức bản thân, mà nó còn giúp chúng ta giải trí và học được nhiều kỹ năng sống bổ ích. Mọi người hãy nhanh tay mang về cho mình những combo túi laptop Tulato và sách để cùng nhau thực hiện sứ mệnh, lan tỏa tri thức, góp sức thành công các bạn nhé. Mình là Hoàng Nam, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe phần review của mình ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh và hẹn gặp lại các bạn trong những số review tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.